Đây nhìn thấy chùa Sư Phụ luôn. Vẫn thoát chùa Sư Phụ nằm đây đấy, đấy đây này, sông này. Đấy, đây là chùa chùa Thái bên này này. Đây được 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 bay qua quận 9 này. Sông Đồng Nai. Quên tên đầy đủ không ấy rồi. Quý bà chợ chị em Việt Nam. À, anh quên cái tên đầy đủ anh ấy không nhớ được. Là sếp của bà. Bà nào? Bà một bán ngành em. Nghe thế à? Bị hạ cánh đấy. Thế cơ à? Chắc thời tiết nó xấu à? Chuẩn bị tiếp đất này. Tiếp đất. Wow, đấy, tiếp đất đấy. Wow. Thành phố Hồ Chí Minh xin kính chào quý khách. Không hạ được. Mình lại chạy vào đâu.
nhanh nhỉ. Thôi mẹ, cái kia nó bay lên, cái mình xuống thì cái kia lên. Tiếng không? Thì nó báo chứ còn khách không bằng nguồn điện thoại trong cho khi rời khỏi máy bay. Khi mở cái hành lý, có các người trên làm sơn và bỏ quên các lý bên trong. Chúng tôi sẽ có nhận được phục vụ khách. Xin cảm ơn những khách đã đưa Vinchus và Bambi thích và mong muốn sẽ gặp lại khách trong những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Đây sẽ phải cho biết quý hôn là Ranger. Sao? Nó nói sao? Ba hứa con họ. Ba hứa con về với con Hoàng, ba không có về. Buồn ba luôn. Không về được. Nó nhà con về. Cứ bảo vài hôm nữa ba về hết, tới ngày mai về. Yeah. Ngày nó gọi điện ba về chưa? Về với con đi. Cho con cha gái. Chưa phụ được gì. Sài Gòn nó kẹt đường giữa năm cuội. Về đến Sài Gòn thấy nhẹ người phải không? Chẳng thể Việt Nam cũng là sống độc quyền thôi. Đúng. Chưa cho nó được. Anh gửi ảnh nhiều em. Cảm ơn anh nhiều. Ừ, có. Mẹ nó nói vào mặt mày ấy. Mẹ mày. Nếu thật sự cái thằng này nó mẹ nó
nên nó không no cho anh em một bữa cơm đàng hoàng. Mình đi nó có điện cho mình đâu mà nó đòi đi theo mình. Thì bữa mình đi coi như là mẹ Việt Nam anh hùng ấy. Nó không biết. Thì nó có điện đâu mà nó biết. À, cái kia nó bay trước mình, nó bây giờ chắc Hà Nội vào nó mới hạ đây. Bữa đó mà nó là chắc là còn nó phiên nó cũng đi. Ừ. Chúng nó nhiều rồi, chúng nó cãi nhau sùm mà. Cabin crew, please disarm the doors and cross check. Thank you. Hết tiền. Jetta Pacific Tower.